Chào các bạn. Thời gian bây giờ là 5 giờ 42 phút. Thứ tư, ngày 12 tháng 8. Tức là ngày 23 tháng 6. Sau lập thu 4 ngày. Trời bây giờ đã mát mẻ. Trời hiện tại bây giờ đang âm u. Các bạn nhìn trên trời rất là đen. Vậy là có một đợt mưa mới. Cho bạn nào có nhu cầu rắc phân, có thể rắc trong hôm nay. Hôm nay ngày 12 nó sẽ mưa liên tục mấy ngày. 12, 13, 14, 15. Chúng ta tận dụng cái trời mưa để cho nó rắc phân. Vậy thứ nhất là theo dự báo thì trời đang có một đợt mưa mới. Thứ hai, mình sẽ cập nhật cái vườn vải thiều mình đã bấm lộc ở trên thân, ở bên trong. Mình phải gọi là làm lộc trong thân. Từ hôm 30, 31 tháng 7 đến hôm nay là 12, 13 ngày. Xem tình hình nó như thế nào. Trời hơi tối. Cho nên video sẽ không được nét cho lắm. Có lẽ mình đi lên hướng đông mình quay xuống để đã được nét hơn. Bởi vì là ánh nắng mặt trời nó phản chiếu xuống, nó đỡ hơn. Tuy rằng bây giờ còn sớm. Thì mình đã tỉa cái vườn này, mình gọi là phần giữa vườn. Tỉa lộc trong thân để làm quả trong thân. Nói đúng là làm quả trên thân. Từ hôm 30 và 31. Thì như chúng ta đều biết, cơ bản mùa hè năm nay là hạn. Sau khi thu hoạch quả là hạn. Trong tháng 7 là hạn rất là khô. Cây cỏ nó khô héo hết. Và đến mùng 1 tháng 8 bắt đầu có một trận mưa. Và mưa ròng rã đến mùng 1, mùng 2, mùng 3. Mùng 4, mùng 5 thì đỡ hơn. Vậy là chỉ cần một trận mưa thôi. Mấy hôm vải ra lộc mơn mởn như rau muống. Đây các bạn nhìn, ra rất là tốt. Và những cây mình vừa tỉa xong cũng thế. Các bạn nhìn, trước khi mình tỉa, cơ bản là lá xanh đậm. Nhưng sau tỉa, sau mưa là cây đã ra mơn mởn như vậy. Thì qua đây chúng ta thấy cái yếu tố thiên nhiên, yếu tố khí hậu nó là số 1. Cho nên vẫn có câu, nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống. Và như quan điểm của phương Đông, người ta vẫn nói sự thành công thất bại của con người mà. Nhất phúc, nhì phận, tam phong thủy, tứ đức và ngũ giáo. Phúc phận là sự may rủi, may mắn. À, phúc là may mắn. Ví dụ như mà mình bỏ ra 5.000 mỗi sổ số chẳng hạn, nhưng có thể chúng ta trúng độc đắc. Phận là duyên phận, được số ấy. Phong thủy là thứ ba. Bốn mới là đức, là đạo đức. Giáo là cuối cùng. Vậy tài năng con người xếp cuối cùng trong sự thành công con người các bạn ạ. Cho nên vấn đề may rủi là rất là quan trọng. Và đây vấn đề thời tiết. Chúng ta nhìn những cây vải này. 30 tháng 7 về trước, nó khô khốc, không ra lộc, nhưng chỉ cần mưa một cái. Nó ra lộc mơn mởn như rau muống. Chỉ cần mấy hôm mình phun nước sâu. Và phun nước sâu đây, cách đây khoảng 4 hôm. Không nhớ, không phải khác nhỉ, đúng 4 hôm. Mà ra mơn mởn như vậy. Đấy. Vậy vấn đề yếu tố thời tiết là quan trọng số 1. Bây giờ mình cập nhật cụ thể vào trong tán cây. Sau khi tỉa được 12-13 ngày. Đây. Sau 12-13 ngày, lộc trong thân đã nhú. Cái lộc này tương đối dài. Có thể thời gian mình tỉa đã nhú rồi. Nhưng quá ngắn, mình chưa vặt. Đây là lộc mới đây. Đây là những lộc bất định mới hoàn toàn. Bởi vì nó không có chân lộc. Đây. Rất là nhiều. Đây, chân lộc ti ti đây. Và cụ thể, mình sang luôn hai cây. Gọi là ba cây mình tỉa. Hôm mình quay rất chi tiết. Cây này là mình tỉa lại từ hôm sau. Từ hôm 31 mình tỉa lại. Chia sẻ các kỹ thuật tỉa. Hôm mình quay rất chi tiết cây này. Nhưng bây giờ lộc mơn mởn dài tầm 15-20 phân rồi. Như trên có thể là đây. Các bạn nhìn lên trên.
Đấy, lọc vào đấy. Bây giờ cụ thể mình vào cái cành không, mình làm chi tiết một cái là cành ngang, cành thấp ở dưới để dễ làm hơn. Xem như thế nào. Không, mình vặt, mình bấm cái ngọn này đây, cành ở đây. Đấy, những mầm lọc trong thân. Cái này tiếng 31. Vậy hôm nay là 10, 13 ngày đây. Nhú rồi, các bạn nhìn chưa? Nhú rồi. Đây, cái đầu lọc này nhú rất là chi tiết. Nhú chưa đều. Một số đầu lọc đã dài, một số đầu lọc bắt đầu nhú đây. Đầu lọc bắt đầu nhú các bạn. Đấy. Hai ba mầm liền. Đây cái lọc này xem nào. Bên này có báo hiệu một dấu nhú nhú. Ngoài này nhú ba 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 lọc liền, cái này phải tỉa lấy một lọc thôi. Nếu tỉa được còn tỉa thôi. Đây. Một chân lọc mới. Vân vân. Bây giờ mình sang hai cây mầm hôm mình tỉa từ hôm 30. Chứ là cây này nhá. Mình quay đi quay lại cây này. Và cây bên này là ba cây, hai cây mình tỉa hôm 30. Lúc nào mình bảo mình tỉa một cây nhưng sau mình lại tỉa thêm cây nữa. Thứ nhất quay cây này. Xem nó như thế nào. Đây chân lọc rất nhiều các bạn ạ. Mình làm lọc trong thân bao nhiêu năm rồi chân lọc rất nhiều đây. Ở dưới lọc nó làm mơn mởn đây. Một lọc. Lọc này chưa ra. Một loạt từ này chưa ra. Ở đây một lọc. Rồi. Đấy, chân lọc. Cây này khá cao. Đây. Cành này. Tóm lại đã bắt đầu có lọc nhú rồi các bạn ạ. Đây. Đấy, hôm mình bấm đây. Bây giờ mình sang cái cây làm hôm 31. Cái lọc bây giờ tua tủa này tầm 30 phân rồi. Lọc đang kim kim như lá chè, nó chưa ban. Bởi vải nó nhiều lọc cho nên nó không vội ban, nó ra rất chậm. À, không phải ra rất chậm mà ra rất tốt. Đây, hôm cụ thể cái cành, đặt cái lá này đã. Mình tỉa đây. Thứ nhất ở trong này, để các bạn nhìn lọc đây. Đây là cái cành mình tỉa mất đi đây, cành to đây, lọc này. Đây là lọc này. Lọc này, đấy, rất là chi tiết. Rất là nhiều. Cái lọc này trong chân cũ, lọc chân cũ, lọc này chân cũ từ lâu. Cành trên này một đoạn không có. Tuy nhiên sau đó còn ra nhiều nữa các bạn ạ. Đây, trên này có lọc đây. Đấy, có lọc đây. Đây, lọc đây. Rất nhiều. Để mình sang bên kia quay dễ hơn. Đấy, mình quay lại cái chỗ cũ. Đấy, lọc đây. Đây, cái lọc bên này này. Đấy, đây. Ở đây có lọc ti ti đây. Đây chưa có. Ngoài này chưa được có. Thì tóm lại, sau hơn 10 ngày, mình tỉa lọc trong thân, thì lọc bắt đầu nhú. Và lọc ở ngoài, thì đã dài. Đã như lá chè, đang chuẩn bị xòe. Vậy qua đây chúng ta thấy cái yếu tố mưa, nắng, gió chăm sóc cực kỳ quan trọng. Vậy làm cái gì cũng thế thôi. Quan trọng nhất là chăm sóc, kỹ thuật chăm sóc để mình chủ động. Vậy qua đây chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm là mình nên chủ động, nắm bắt thời tiết và chủ động. Thường xuyên xem thời tiết để có những phương pháp làm sao cho phù hợp. Cũng giống như ngày xưa người ta nói mà. Thuận trời mà. Trời ở đây không phải là số phận gì cả mà thuận theo quy luật tự nhiên. Chào các bạn nhé. Mình vừa xem thời tiết thấy trời mưa cũng như vải mình đang nhú, mình cập nhật lại. Vải thiều sau 12 13 ngày tỉa lọc trong thân. Chia sẻ cùng các bạn. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Mình về mình đăng ngay. Nếu thấy video của mình có ích, các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình, chia sẻ với nhiều anh em cùng nhau trao đổi tham khảo. Ngoài ra, mình cũng chỉ là một nông dân bình thường, cho nên nó chỉ là kinh nghiệm, có gì không phải mong các bạn góp ý.